Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Xe Đẹp Auto, và nhà em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Vì tình hình dịch bệnh cũng tương đối là căng thẳng nên là em xin phép hôm nay được đeo khẩu trang anh chị nhé. Chính vì tình hình dịch bệnh rất là căng mỗi ngày như này thì anh chị hãy nên sắm cho nhà mình một chiếc xế hộp riêng để mình thuận tiện trong công việc cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình. Thì ngày hôm nay em sẽ cập nhật bảng báo giá những chiếc xe đang có sẵn tại Xe Đẹp Auto. Và đầu tiên thì mở đầu cho video ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc 7 chỗ đáp ứng cho gia đình, từ nhu cầu gia đình này cũng như là kiếm mình chạy thêm dịch vụ nữa. Một chiếc Xpander sản xuất và đăng ký 2019 anh chị ạ, giá cực kỳ hấp dẫn là 555 triệu. Xe này thì không chạy dịch vụ anh chị nhá, xe mới chỉ đi 16.000 km thôi. Mọi người alo để chốt với em cái mức giá tốt nhất nhá. Tiếp đây thì em có một chiếc đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, đấy là một chiếc Merc C200 mới kính cong, sản xuất là 2018 nhưng đăng ký lần đầu là tháng 5 2019. Xe mới đi là cỡ khoảng 13.455 mm, có nghĩa là khoảng tầm 20 km anh chị ạ. Xe rất là, mọi chi tiết còn rất là mới và còn nguyên thơm mùi nguyên da mới luôn. Giá là 1.260 triệu cho anh chị nào mà chốt luôn trong ngày hôm nay thì em còn gia lộc thêm cho mình nhiều nhất là 20 triệu nữa nhá. Rất là hợp lý đấy ạ. Tiếp theo ở đây em có một chiếc Tucson, một chiếc quốc dân, sản xuất và đăng ký 2018. Xe đã độ cam hành trình Việt Mép này, cũng như là bác chủ rất là giữ gìn và yêu xe, ốp toàn bộ chống xước cho xe anh chị nhá. Giá bán cực kỳ hợp lý là 790 triệu anh chị ạ. Rất là hợp lý với một chiếc xe mà đăng ký là 2018 mà đi có khoảng 45.000 km thôi. Rất là vừa phải và cân đối. Màu đỏ mận rất là sang trọng. Tiếp ở đây thì em lại có một thương hiệu ở ngôi sao 5 cánh. Đó là một chiếc Merc C300 Plus. Đây là phiên bản có dây đai an toàn màu đỏ, rất là thể thao và cá tính. Chiếc xe này thì đã đi được khoảng 64.000 km rồi anh chị ạ. Và mức giá thì rất là hợp lý, chỉ hơn 700 là mình đã sở hữu được một chiếc xe Merc rồi. Thì mình cứ alo với em để được quan sát cũng như là được xem ảnh video cụ thể hơn nhé. Đi vào sâu bên trong của em thì ở đây em có đang về một loạt những xe gầm cao màu đỏ, rất là thể thao, cá tính và không kém phần sang trọng. Đây là một chiếc Mazda CX-5, sản xuất và đăng ký là 2019. Xe mới đi là 29.000 km thôi anh chị ạ, với mức giá là 819 triệu, cực kỳ là hợp lý với một, đây là phiên bản cao cấp anh chị nhé. Có cả đầy đủ phanh tay điện tử cho em này, cửa sổ trời rất là đầy đủ. Giá cực kỳ hợp lý, mọi người alo để chốt em nhé sớm. Lại là một chiếc màu đỏ nữa nhưng mà đến từ thương hiệu Mitsubishi Outlander. Đây là phiên bản 2.0 nhưng mà bản nhập Nhật anh chị nhé, nhập Nhật Bản cho em này. Thì một màu ghế kem rất là sang trọng này, và mức giá thì cực kỳ hợp lý. Bữa trước thì em có vừa mới về nên là em báo giá nó bị nhầm. Thì em hôm nay em đính chính lại giá chiếc xe này là 739 triệu thôi. Cực kỳ là quá là, mọi cái không gian ngồi cũng như là Mitsubishi Outlander thì đáp ứng rất là nhiều cho khách anh hàng anh chị ạ. Đấy, mọi người alo để chốt sớm để còn mình đi Tết sớm thôi. Hôm nay dịch bệnh mình có xe đi riêng là vừa đảm bảo sức khỏe mà lại được phục vụ gia đình mình tối đa nhất. Ở đây thì em có một chiếc 7 chỗ màu trắng ngọc trinh. Đây là một chiếc Mazda CX-8, sản xuất và đăng ký 2019. Xe mới đi khoảng 29.000 km thôi, quá là một con số rất là ít. Với mức giá là xe này là mức giá là 960 triệu anh chị ạ. Giá này thì bên em còn thương lượng cũng như gia lộc cho nhà mình anh chị nhá. Xe nhà em thì luôn cam kết cho nhà mình là không đâm đụng ngập nước cũng như là bằng hình thức trên văn bản luôn, thì mọi người cứ yên tâm và đến lựa chọn. Đây, ở đây em có một chiếc bác Kia Sedona, sản xuất và đăng ký là 2020. Đây là phiên bản máy dầu 2.2, đây là bản luxury anh chị nhé. Bản này đầy đủ cho em rất là nhiều, từ nhớ vị trí ghế lái này cho đến mọi chi tiết phanh tay cũng đều phanh tay điện tử hết anh chị ạ. Với giá bán là 1.069 triệu, thực sự là quá hợp lý với một chiếc xe còn rất nhiều chi tiết, còn nguyên ni lông anh chị nhé. Vào phần bên trong ở đây thì em có một chiếc xe sedan hạng D. Đó là một chiếc Lux A 2.0 Turbo. Đây là bản cao cấp nhất của VinFast Lux A anh chị nhé. Xe này thì nhà em là xe rất là độc rồi, chưa có biển. Mọi chi tiết của xe thì là như một chiếc xe mới. Xe này thì mình đăng ký thì mình sẽ được hưởng cả mức thuế trước bạ là 50% nữa.
Nên là rất là hợp lý với bác nào mà muốn sở hữu xe mới nhưng mà giá thì cực kỳ là chi tiết và tiết kiệm cho nhà mình. Giá bán là 935 triệu anh chị nhá. Hãy liên hệ với em để có mức giá tốt hơn. Phía bên này thì em có một chiếc gầm cao nữa. Đây là một chiếc cũng là thương hiệu Mitsubishi, một chiếc Outlander nhưng mà động cơ là 2.4. Động cơ này động cơ cao cũng như là bản này bản cao cấp anh chị ạ. Một màu nâu rất là sạch sẽ này nhưng lại không kém phần cái phần sang trọng của xe đâu, vì cái màu này mình giữ đi lại rất là tốt. Đây là phiên bản sản xuất và đăng ký 2018, xe này xe lắp ráp anh chị ạ. Và mức giá thì rất là hợp lý rồi, 785 triệu anh chị nhá. Mình hãy liên hệ với em để có mức giá tốt hơn. Tiếp đây thì em có một chiếc xe nhập khẩu trong phân khúc crossover cỡ nhỏ, đó là một chiếc Honda HR-V. Đây là bản L anh chị nhá, bản L là bản cao cấp nhất. Đây là sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu là 2019. Xe nữ giới đi rất giữ gìn và mới chỉ đi khoảng 40.000 km thôi. Đấy, một con số cực kỳ hợp lý và mức giá là 709 triệu anh chị ạ. Hãy alo cho em để được chốt xe sớm nhất. Tiếp đến bên này thì em có một chiếc Mazda Mazda 3, một chiếc xe cực kỳ bán chạy trong phân khúc xe hạng C. Sức xe này thì là bản Philip, bản này được trang bị từ cửa sổ trời cho đến phanh tay điện tử anh chị ạ. Giá bán thì quá là hợp lý rồi, một chiếc xe 2017 chỉ có hơn 500 là mình đã sở hữu được rồi, thì em nghĩ mình không cần lăn tăn quá nhiều nữa đâu. Sơ bên trong này thì em có một chiếc 7 chỗ Xpander Cross, xe quá siêu lướt 2021, mới chỉ đi 3.000, gần 4.000 km thôi. Rất là mới và mọi chi tiết của xe thì còn nguyên bản rồi. Mức giá là 639 triệu, mọi người chốt sớm cho em thì cái giá bán của em còn ra lộc cho nhà mình tối đa nhất nhá. Thì cũng sơ qua những cái xe đang có sẵn tại nhà em và nhà em đang về thêm Ford Explorer này, cũng như là phiên bản Kia Seltos. Thì để cụ thể hơn cũng như là mọi người cần tư vấn về dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ với em trên số hotline trên màn hình để bên em có thể hỗ trợ cũng như là đáp ứng nhu cầu nhà mình nhanh nhất. Thì em xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.